Và DJ của chúng ta hôm nay đó chính là Yeah. Thế là tất cả quý vị khán giả mình là Mong Hoàng Anh, và ngày hôm nay thì mong tất cả mọi người sẽ cùng ủng hộ cho mình. Yeah. Cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ có một khách mời đặc biệt đúng không? Dạ. Yeah. Và ngày hôm nay hơn cái chữ đặc biệt nữa đó chính là bí ẩn. Bí ẩn hơn chữ đặc biệt là bí ẩn. Thì tôi cứ cho là vậy đi, tại vì đó giờ toàn đặc biệt không mà hôm nay là bí ẩn đúng không? Thì nhân vật này Việt Thi sẽ không nói, Việt Thi sẽ chỉ mời vào thôi. Ok, xin mời anh ạ. Mình tên là Nguyễn Quốc Thái, mình là diễn viên tự do. Và năm nay mình là 18 tuổi. Dạ. Chào gặp. Ê mấy đứa ơi. Dạ. Lâu gặp mới đối xử với anh này đâu mấy đứa ơi. Anh chịu hồi thì tụi em về. Ê tính ra cái nhóm mình đồng lòng quá ha. Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Đúng chắc là siêu quật ha. Chắc hôm nay anh vô lộn phòng mày quá. Anh giận với mấy đứa mà lâu gần mấy đứa phải đối xử với anh tệ vậy đâu. Để em có thể giỡn với anh đâu mà. Dạ. Tôi cần một người trợ lý đắc lực để có thể dẫn dắt tôi. Dạo này tôi già tôi yếu rồi. Cho nên là có ai tình nguyện xung phong không? Khách mời đến làm trợ lý luôn. Hay sẵn tiện anh Ơn ngồi đây mà làm đi. Anh Ơn làm trợ lý à? Anh Ơn làm trợ lý à? Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dẫn nhau đi trên ngày xa. Cũng được. Lần xưa anh được em làm em phải giữ giá cho anh nhé. Em phải mời anh như có giá, anh có giá lắm. Ok vậy. Anh Quân sẽ làm trợ lý của Việt Thi nha mọi dạ, người em có giá rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với vòng 2 có tên là Crazy Challenge. Đầu tiên của vòng 2 có tên là Đố ai biết tôi đang thấy gì. Đố ai biết tôi đang quấn gì. Đố ai biết quấn xong thế nào. Chẳng có ai biết được trước tương lai điều gì sẽ. Ê mọi người, có ai có thể nói cho tôi là chuyện gì đang xảy ra không? Dạ, tức là em sẽ phổ biến luật cho anh nha. Mỗi đội sẽ cử lần lượt từng thành viên thi đối kháng với nhau. Từng thành viên sẽ được bịt mắt lại và phát cho một cây gậy bằng bút. Sau đó, dựa vào cảm giác của mình, dung gậy đánh trúng đội đối phương nhiều hơn sẽ chiến thắng. Anh hiểu không? Giờ mới hiểu á. Ok anh. Khi như hai đội đã bàn tán với nhau thì là nam sẽ đấu với nam.